Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một mẫu loa mới của dòng Agnos Sonka. Thì cũng có thể là nói mới, cũng có thể là nói cũ. Mới ở đây thì mẫu CB39GF này có thêm một màu sắc mới, đó là màu đen. Còn cũ ở đây là phiên bản trước của nó là màu xanh rêu. Thì dòng CB39GF này trong thời gian vừa qua thì cũng được khá nhiều người quan tâm và sử dụng đến em nó, nên bên hãng đã cho ra thiết kế thêm một màu sắc mới, đó là màu đen, để cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn về màu sắc hơn. Thì không biết là sự thiết kế mới hoặc thêm màu sắc mới này thì các chức năng, các nút và chất lượng âm thanh của nó không biết có thay đổi theo hay không. Thì hôm nay mình sẽ test thử và quay sơ cho các bạn xem thử xem thì nó có thay đổi hay không, hay là vẫn giữ nguyên phiên bản ban đầu của nó. Thì đầu tiên thì con này được thiết kế một bát, một chép bát 40. Con này nặng khoảng tầm từ 25 đến 26 kg. Đây là bản mạch của nó. Thì các bạn cũng thấy thì nó cũng vẫn giữ như cũ, nó không có thay đổi gì. Đây là volume mic tổng của mic cái nhạc. Đây là volume nhạc, chép, bass, echo, mic bass, mic 2 với mic 1 được tách ra này. Cổng ra và vô âm thanh in out này. Đấu bên ngoài nè. Thêm hai lỗ mic dây. Thì con này sử dụng điện 110 đến 240 nha. Phía trên của nó thì có hai lỗ cắm mic. Và đây là micro của nó. Cũng không có khác biệt gì. Kèm hai mic với một dây sạc. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử âm thanh của nó xem như thế nào nhé. Mình sẽ test thử micro của nó nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ,
đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu anh khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Vừa rồi mình đã test thử âm thanh và micro của nó. Theo mình thấy á, thì nó không có sự thay đổi gì nhiều, nhưng mà âm thanh của nó trong phân khúc từ tầm giá 4 đến 5 triệu á, thì con này là khá hay, hát rất nhẹ, âm thanh đánh cũng chắc nữa. Thì không biết là các bạn có cảm nhận như thế nào. Nếu mà các bạn muốn test thử thì mình có thể lên trực tiếp hai chi nhánh ở bên mình, mình có thể địa chỉ ở bên dưới và số điện thoại mình liên hệ. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.